Hello, xin chào cả nhà. Đây là hai chiếc Vanatools Contemplation Quest. Hai chiếc là đa số là đời 2010 và 2011 nha cả nhà. Đặc biệt hai chiếc này là mới tinh và chưa qua sử dụng phút nào hết. Đó, chiếc này là hàng tồn kho của hãng nha cả nhà. Mới tinh và chưa qua sử dụng. Bấm sao thanh nè. 1, 2, 3, 4 thanh. Nó sẽ hiện thông tin chiếc là đời 2011 nha cả nhà. Đấy. Mình bấm mình chép ra cuộc gọi này, sao thăng 92702689 thăng. Chiếc này chưa gọi phút nào nha cả nhà. Tại vì chiếc này mới tin em gắn SIM vào em bấm tích tích thôi chứ em không gọi luôn nha. Vì gọi sợ nó chạy giờ đó, nó mất giá trị cái máy. Chung máy mới tinh nha cả nhà, chưa qua sử dụng. Ngày xưa nó mới ra thì như quét lúc mới ra là 200 triệu nha cả nhà. Đó, nhưng bây giờ giá sưu tầm này cực rẻ luôn nha. Đó, chiếc này cũng vậy nha cả nhà. Sao thăng nè 92702689 thăng. Chiếc này gọi 1 phút nha cả nhà, tại vì em chiếc trên này chắc bấm nghe gọi rồi nè, nghe gọi qua 1 phút. Đó. Tất cả mới tin và chưa qua sử dụng nha cả nhà. Vanatools Contemplation Quest mới tin và chưa qua sử dụng. Nói chung giá con này chỉ 20 triệu thôi, tầm 1/10 so với ngày xưa lúc mới ra nó là 200 triệu nha cả nhà. Đó. Phù hợp cho anh em sưu tầm và biếu tặng. Cái này anh em mà tặng bạn gái hết ý nha, bảo chiếc này mới nhà nó về tôi mới là 200 củ, đâu biết là 20 triệu rồi, quá rẻ đúng không cả nhà. 20 triệu nha cả nhà, ship hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà. Số điện thoại em đây 0936177777. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ alo cho em nha, ship hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà, cọc trước 10% nha cả nhà. Cọc là để biết là người mua hàng thật sự nha, chứ không phải anh em đặt hàng cho vui được không nhận tốn công em gửi đi gửi về, tội em nha. Rồi cả nhà nào quan tâm thì alo cho em. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem cái video này nha. Cả nhà nhớ nhớ like và thả tim nha. Đó, hẹn cả nhà có video tiếp theo. Vanatools Contemplation Quest. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi, xin chào.